Sài Gòn 1337 xin kính chào quý khán giả nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến cả nhà mình một cái chuyến, một video clip về cái chuyến đi em về quê. Thì trên màn hình các bạn cả nhà nhìn thấy là khung cảnh của làng quê ở khu vực làng Hoa Sa Đéc. Ở đây thì ngày xưa thì người ta không có trồng hoa kiển nhiều như bây giờ. Ngày xưa họ cũng một vài hộ lưa thưa thôi, họ trồng kiển là chính, còn trồng cây kiển á. Còn những cái người khác thì họ làm ruộng rồi làm vườn trồng cây trái. Còn do nhiều năm trở lại đây thì cái xu hướng nhu cầu của người dân ở các tỉnh cận là Sa Đéc, rồi một số tỉnh ở miền đông như thành phố Bình Dương nữa, thì họ cần cung cấp các cây công trình nhiều, nên là cái người dân khu vực này nó bắt đầu nhân rộng ra các hộ trồng cây kiển và cây công trình đó. Rồi từ từ rồi nó nhân rộng ra, nó hình thành một cái khu vực rất là rộng lớn, người dân trồng các loại cây này, và nó hình thành một cái giống như một cái nghề luôn chính. Hiện nay thì khu vực này như mọi người thấy hai bên đường thì hầu như ít ai mà làm ruộng, với hồi xưa là khu vực này là trồng ruộng lúa là nhiều. Trước mắt cả nhà mình thấy là khung cảnh nó rất là bình yên ha. Đợt em về thì ngay cái đợt mà trời mưa cả ngày, nên là bầu trời nó cũng hơi bị không được trong trong lành cho lắm. Thì con đường này là cũng là con đường dẫn về nhà ngoại của em. Thì là khi mỗi khi em về quê chơi thì em thường hay đi về ngoại chơi. Thì đợt này về thì cũng có mấy cậu rồi dì tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọi là sum họp với gia đình để cùng nhau ăn uống rồi gặp mặt. Thì cái gì một lát em sẽ chia sẻ đến cái nhà xem. Nhà thấy không, hai bên đường là cây cây công trình nè, các loại cây này là cây công trình, người ta cái cọ người ta trồng rất là lớn. Con đường này là rất là mát mẻ nha cả nhà, buổi chiều đi là mát lắm, mà về đây là không khí nó trong lành lắm, tại do cây nó nhiều nên là cái cảm giác mình đi ở trên con đường này nó rất là thoải mái, mà cũng nó trong lành lắm. Mình hít thở mình thấy cảm giác nó khác hơn ở Sài Gòn nhiều. Rồi bây giờ em mời cả nhà chuẩn bị ghé nha, nhà ngoại em chơi nha. Giờ tới rồi. Quá rồi. À, ông Nguyên đó. Ông mà đúng vô. Ông kia về thấy người thân tính mua đó. Đây. Có lại gì đây vậy ba? Có ốc gà. Gà. Chiên nước mắm không? Ờ. Gà. Làm sẵn đó rồi. Đó rồi, nhỏ rồi. Xay mồi luôn rồi đó. Xay mồi không? Giờ mình có một miếng này, cái mình gấp mình luôn này. Cái đó đẹp đẹp mày. Giờ má đỡ mày. Đắt lắm á, bữa nào nó đang sáng rồi. Chắc qua ông vỗ bả là tôi chạy để ghé hội chơi cái ăn dạ không à. Đi xem sớm rồi ghé ăn sáng. Đi xem mà chứ đi xem ngoài ra khó. Đi du lịch khó ấy lắm, bị gì có tiệm mất tin. Thằng hai chồng đó. Lên sóng rồi đó. Đây dì ba của tôi nha. Dì ba nè. Em ruột của mẹ đó. Ừ. Lên sóng á. Đây về quê là ăn quá hoành tráng rồi. Ừ. Đây, ngồi tôm. Ngồi rất là bén nha. Tôm ốc đó. Rồi gà ác nữa. Quá trời mồi rồi. Chú Quỳ mẹ ba chó đang chờ nữa. Chú Quỳ. Chú Quỳ. Chị Phương bị cãi, chị Phương mới xuống, chị Phương mở cỡ, ở dưỡng ba, mẹ dưỡng ba. Chỗ bên này cũng no mồi luôn. Lẹ lại. Chúa.
chanh bút mẹ đi cho mẹ. Chẳng có cái chanh được rồi. Đây, lão già. Quên nữa, thằng nào lại xe. Này lùm. Nhà cửa miền Tây nha cả nhà. Đường 50 là mũi 50 chứ không phải mũi không. Vẫn muốn không tiếng, coi được không bao nhiêu. Lên máu à. Lên máu à. Gà muối nữa hả? Cũng có. Gà ác, rồi ốc bu đồng, rồi hào sữa. Làm gia vị ăn cái này phải ướp nó. Cơm hả gì bà? Nó phải mặn mặn ngon. Đi nữa. Ăn ngon. Làm được. Nó cứ đi làm là bữa đem cái bánh ra cho tôi việc tôi nó xong rồi nó nhặt bỏ vô trong bếp rồi. Ờ, để nướng chứ. Cái này mà luộc gì mà cái gì. Luộc ánh nhỏ nhát à. Hấp bia còn vậy, nước dưa còn vậy. Càng xanh nấu như tay gơ bộ. Càng xanh. Hay gì quá. Êm quá. Nè phải luộc được. Lại trên anh ơi. Mấy tiếng nó đổ thì nó ngậm cắt đầu cắt đuôi không ngon. Rồi kéo không kia. Lấy cái kéo đó nha. Kéo à, à. Đúng. Làm gì? Cắt mà, cái đâu này nè. Hướng qua rồi, cắt chơi. Không, chỗ rồi đây. Chỗ lỡ lại đây chơi đúng không? Chỗ không thì đáng rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Nghe rồi, nghe nghe. Đây, nghe em trai tôi nha. Cô rồ hả? Từ từ. Không có ngày bị chó cắn nữa. Sao hôm trước bị chó cắn chảy máu lại bị chăm cái răng nữa. Mới cắn rồi, có chích ngừa nữa nè, chó hành sớm. Tôi sao nay yếu rồi đó, mà phải ăn á, yếu rồi đó. Làm ba lon hả? Mệt, yếu quá, em yếu. Nãy giờ mới giờ dịnh đó. Hả? Sao mới giờ dịnh? Nãy ba giờ cúng, buổi năm giờ cúng nó tiện. Dạ. Ba với mà năm này nha. Ừ, đó. Mẹ bỏ mở cái trang cái gì đó. Thôi, nói chi. Giận rồi. Qua trên bàn kìa. Trên bàn cũng khó kìa. Ê, cái quan trọng là cái nước lá cầu quạt quạt gì đi. Ừ. Thầy mà lấy mũi luôn chứ biết không ăn tại thưởng nói vậy không đây thôi quay quay đoạn trước nè đó quá chị hoành tráng luôn nó về miền Tây là phải ăn vậy chứ lâu lâu còn bước nhưng mà chưa kịp gì chứ tới nữa rồi em nãy tôi ra hai đứa đổ một bệnh ghi nè nó giờ mà lụa tao 5 kg còn mập mập ra nha nó dùng người vậy nè đi nãy tôi đi ra còn sớm cái nào món nào mình thích á thì nó là ok còn cái môn thích thấy cái đụng mà chết hàng đúng rồi chết mấy hè. Con này nó bám chết đá rồi đụng đụng mới tụi mày đi á trẻ đừng con đó. Ừ giỡn chơi nè 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 cái này lấy cái này là rất không gỡ nào mình gỡ đâu được vô đâu đều đẩy vô cái trời ơi nó gỡ xuống té quá nhiều không đâu.